Xin được kính chào và mời quý vị, các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin nhanh được chúng tôi cập nhật các tin tức an ninh trật tự vào lúc 9 giờ sáng, và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chỉ vì rủ bạn đi nhậu nhưng bị bạn khiêu khích nên tức giận đấm bạn tử vong, bị cáo Nguyễn Đức Thanh chú tại quận Cẩm Lệ đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt 8 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, vào tối ngày 1 tháng 4, Thanh gặp anh Nguyễn Hữu Trung chú tại địa phương nên rủ nhau vừa đi uống bia vừa chơi bia cùng với một vài người bạn. Trong lúc chơi, Trung dẫn đến điểm là nói nhiều khiến anh Thanh không vừa ý nên tính tiền ra về. Lúc này Trung đi theo bị cáo Thanh về nhà và liên tục khiêu khích. Thanh liên tục đấm vào vùng đầu cổ của Trung khiến Trung ngã xuống đường. Mặc dù bị cáo đã cố gắng đưa Trung đi cấp cứu nhưng Trung đã tử vong. Còn tại tỉnh Bình Phước, vào tối qua ngày 25 tháng 11, một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra giữa hai xe máy, khiến cho hai người tử vong tại chỗ, hai người bị thương rất nặng. Theo thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 18 giờ 15 phút tối cùng ngày, Mạc Ngọc Quý chú tại huyện Hớn Quản điều khiển xe máy lưu thông trên đường liên xã hướng từ tỉnh Tây Ninh đi huyện Hớn Quản. Đến ấp Sa Trạch 2, xã Phước An bất ngờ va chạm trực diện với xe máy do Điểu Du Đê chú tại huyện Hớn Quản cùng với hai thanh niên khác điều khiển chở nhau lưu thông theo chiều ngược lại. Cú tông mạnh đã khiến cho Quý và Đê tử vong tại chỗ, hai người còn lại bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Vào chiều ngày 25 tháng 11, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an thành phố Lào Cai đã tổ chức lễ phát động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, kết hợp cấp căn cước công dân, định danh điện tử trên địa bàn thành phố Lào Cai. Tại buổi lễ, 30 người dân của 3 xã Tả Phời, Hợp Thành và xã Cam Đường đã chủ động giao nộp 30 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tổng kết kế hoạch cao điểm của Công an tỉnh Lào Cai, Công an thành phố đã thu hồi tổng số 426 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo các loại, ra quyết định xử phạt 21 vụ, 25 đối tượng, phạt hành chính 426 triệu đồng và khởi tố 4 vụ, 9 đối tượng về các hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, vận chuyển tàng trữ hàng cấm và cố ý gây thương tích. Phần cuối của bản tin là thông tin về truy nã tội phạm. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Vũ Phúc Hậu, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Đoài, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng về tội chứa mại dâm. Đối tượng này có sẹo chấm cách 2cm dưới sau mép phải. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1964, hộ khẩu thường trú tại 124/54/143 Tôn Đức Thắng, phường An Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng này có nốt ruồi cách 0,5cm dưới sau đầu lông mày trái. Và đối tượng Nguyễn Duy Hùng, sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú tại 11/633 Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, phải nhận quyết định truy nã của Công an quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng cũng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng này có nốt ruồi cách 3cm trên sau đuôi lông mày trái. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-234-5860 hoặc 069-232-1667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để bảo đảm an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.